được quen với thằng Dũng. Nhà của nó nghèo lắm, con mà lấy nó gì có đất cạp đất vàng á. Thi à, nghe lời ba đi con. Đất nhà bên này nè, đó nhà người ta giàu lắm, con về bên đó mà được sung sướng tấm thân. Thi à, Thi, tao đang nói là mày đứng dậy đi đâu vậy? Thi anh Dũng kìa, em còn đến đây để làm gì nữa chứ? Em đến đây thì gặp anh thì sao không? Rồi em sẽ đi lấy chồng. Anh Dũng, thôi em đừng nói gì nữa hết, em hãy về đi. Anh Dũng, thôi em hãy đi về. Còn nói gì đi.
nào cũng chắc vậy chi em, bởi tất cả là do ba em sắp đặt. Đôi ta chỉ cúi đầu chấp nhận đôi ngã người mỗi người. Anh Dũng, rồi em sẽ hiểu và sẽ thương em nhiều hơn. Còn khóc chi em, tôi buồn chi em. Từng ngày anh ơn, từng lá xa rồi. Ngày nào ta mơ chung đôi, giờ đây sao chia tay. Đôi buồn ai trong đời. Đừng trách nghe tình trải ta nên tình lỡ gì rồi. Thì thôi em quên, em quên chuyện xưa toàn cho em bao kỷ niệm. Rồi em ốc đi. Tiền Giang hả? Dạ. Em hả? Tiền Dũng. Được rồi, trích đoạn gì hả? Tìm em đi đâu? Thì quá, Dũng với bạn này tên gì? Ngọc Cúc. Ngọc Cúc. Tìm ăn đi đâu?